Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị ủy Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ thị ủy về công tác cán bộ. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã tổ chức hội nghị lần thứ 13 thực hiện quy trình giới thiệu các chức danh lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn khóa 14, nhiệm kỳ 2024. 2029. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, chủ trì hội nghị làm việc với các phòng ngành, các tổ chức đoàn thể về hệ thống đường dây điện lưới, dây cáp viễn thông và công tác vệ sinh môi trường để chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024. Chị Lê Thị Ngọc, tổ dân phố Hồng Phong, phường Hải Lĩnh, tận dụng thế mạnh của địa phương để áp dụng phát triển kinh tế, và xây dựng thành công sản phẩm ô cốp trên chính quê hương mình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 4, tại các xã Phường, Hải Thượng, Hải Hà, Mai Lâm và Xuân Lâm, Thị ủy Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ Thị ủy về công tác cán bộ. Sự hội nghị có các đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy, Lê Văn Thông, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã, Trần Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hải Thượng, đại diện văn phòng thị ủy, lãnh đạo các phòng ban thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã và cán bộ chủ chốt của 4 xã phường. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, thị ủy viên, Phó trưởng ban tổ chức thị ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ thị ủy về việc điều động đồng chí Đào Tất Thắng thôi giữ chức vụ Phó Tránh Văn phòng thị ủy Nghi Sơn để chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ đảng ủy và giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy phường Hải Thượng nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu ứng cử để hội đồng nhân dân phường Hải Thượng bầu giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân phường Hải Thượng nhiệm kỳ 2021-2026. Điều động đồng chí Nguyễn Văn Ngọ thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ đảng ủy, thôi giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy phường Hải Thượng nhiệm kỳ 2020-2025 thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Hải Thượng, nhiệm kỳ 2021-2026, để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Hải Hà, nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu ứng cử để Hội đồng Nhân dân xã Hải Hà bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Hà, nhiệm kỳ 2021-2026. Điều động đồng chí Trần Bình Thuận thôi tham gia ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Hải Hà, nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Hà, nhiệm kỳ 2021-2026 để chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy và giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy phường Mai Lâm nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân phường Mai Lâm bầu giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mai Lâm nhiệm kỳ 2021-2026. Điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Ngọc Quân, kế toán cơ quan thị ủy Nghi Sơn tham gia ban chấp hành Đảng bộ phường Xuân Lâm nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu ứng cử để Hội đồng nhân dân phường Xuân Lâm bầu giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Lâm nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu tại hội nghị đồng chí trương bá duyên phó bí thư thường trực thị ủy nhấn mạnh các đồng chí được điều động chỉ định và bổ nhiệm lần này đều là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng được đào tạo bài bản từng trải qua các nhiệm vụ vị trí khác nhau nên có đầy đủ các tố chất kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để đáp ứng nhu cầu công việc ở vị trí mới môi trường công tác mới đồng chí phó bí thư thường trực thị ủy mong muốn các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ mới nỗ lực cố gắng phát huy các kiến thức kinh nghiệm có được luôn là hạt nhân đoàn kết cùng tập thể ban chấp hành đảng bộ các xã phường tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đáp ứng sự kỳ vọng của ban thường vụ thị ủy ủy ban nhân dân thị xã cán bộ và nhân dân trên địa bàn đồng thời đề nghị các đồng chí trong ban chấp hành ban thường vụ đảng ủy cán bộ chủ chốt bí thư các thôn, tổ trưởng các tổ dân phố, các xã phường tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí nhận nhiệm vụ mới có môi trường công tác tốt nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí Đào Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hải Thượng, Nguyễn Văn Ngọ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hải Hà, Trần Bình Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy phường Mai Lâm và Nguyễn Ngọc Quân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Xuân Lâm, hứa sẽ cố gắng hết mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng gương mẫu luôn không ngừng học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của các thế hệ các đồng chí lãnh đạo đi trước để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà ban thường vụ thị ủy và đảng bộ chính quyền và nhân dân đã tin tưởng giao phó góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 19 tháng 4, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã tổ chức hội nghị lần thứ 13, thực hiện quy trình giới thiệu các chức danh lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn khóa 14, thảo luận các văn kiện Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn lần thứ 14, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban sự hội nghị có đại diện lãnh đạo ban tổ chức thị ủy, các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã khóa 13 và chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã thực hiện các bước quy trình giới thiệu các chức danh lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn gồm chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã khóa 14, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn, gồm sự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã khóa 13 trình tại Đại hội lần thứ 14. Chủ đề của báo cáo chính trị được dự thảo đó là Đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt chính trị, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng thị xã Nghi Sơn khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2025, trở thành trung tâm kinh tế, đô thị động lực của tỉnh và khu vực. Đến năm 2030, trở thành một trung tâm kinh tế, đô thị ven biển trọng điểm của cả nước. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp vào sự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn lần thứ 14, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được tổ chức trong tháng 5 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 4, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ thị ủy Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, chủ trì hội nghị làm việc với các phòng ngành, các tổ chức đoàn thể về hệ thống đường dây điện, dây cáp viễn thông và công tác vệ sinh môi trường để chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024. Sự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, văn hóa và thông tin, kinh tế, tài nguyên và môi trường, đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã Nghi Sơn, đồn biên phòng Hải Hòa, Điện lực Nghi Sơn, Trung tâm Viễn thông Nghi Sơn, Viettel Nghi Sơn, Mobifone Nghi Sơn, Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, thị đoàn và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra các phương án xử lý chỉnh trang lại hệ thống điện lưới viễn thông tại khu du lịch Hải Hòa và trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, công tác thu gom, xử lý xác thải và triển khai gia quân làm vệ sinh môi trường tại trung tâm thị xã, khu du lịch biển Hải Hòa để mạnh công tác tuyên truyền khai trương lễ hội du lịch biển Nghi Sơn. Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, ủy viên Ban Thường vụ thị ủy Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đề nghị phòng kinh tế phối hợp với Điện lực Nghi Sơn và các đơn vị viễn thông Nghi Sơn tiến hành giả soát, kiểm tra và chỉnh trang lại toàn bộ hệ thống đường dây lưới điện, đường dây viễn thông tại khu du lịch biển Hải Hòa và tại khu vực trung tâm thị xã. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 21 tháng 4 năm 2024. Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa, thị đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, đồn biên phòng Hải Hòa, ban chỉ huy quân sự, trung đoàn 266 Trung đoàn 270, các nhà trường, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã, các nhà hàng khách sạn ở khu du lịch biển Hải Hòa, các công ty thu gom rác thải, tổ chức gia quân làm vệ sinh môi trường vào 7 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 4 tại khu du lịch biển Hải Hòa, ngày 24 tháng 4 tiến hành tổng vệ sinh môi trường. Đối với công tác tuyên truyền, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Mai Sĩ Lân đề nghị Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Hoàn thành công tác tuyên truyền trực quan xong trước ngày 20 tháng 4, tuyên truyền về lễ khai trương du lịch biển, du lịch biển Nghi Sơn năm 2024 trên hệ thống truyền thanh, trên trang thông tin điện tử thị xã, trên hệ thống truyền thanh các xã phường để giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch biển Nghi Sơn, nâng cao ý thức cho người dân về công tác bảo vệ môi trường với mục tiêu xây dựng khu du lịch biển hài hòa là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 4, tại Trung tâm Hội nghị thị xã Nghi Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường và trên 200 cán bộ là trưởng ban công tác mặt trận thôn tiểu khu tổ dân phố của 31 xã phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã được lãnh đạo văn phòng ban an toàn giao thông tỉnh thông tin về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong quý 1 năm 2024. Thực trạng nhiệm vụ giải pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Công tác xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cũng tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Giáp, quyền Tránh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm như các nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm, nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Thông qua hội nghị nhằm tiếp tục phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời nghiêm túc tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông và hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 4, Hội Cựu chiến binh phường Trúc Lâm tổ chức hội nghị tổng kết phong trào cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Sự hội nghị có lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thị xã, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ngành đoàn thể phường Trúc Lâm. Hội Cựu chiến binh phường Trúc Lâm hiện nay có 300 hội viên. 5 năm qua, cán bộ hội viên đã gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Hội luôn quan tâm trong việc tuyên truyền, tổ chức cho cán bộ hội viên học tập, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động tham mưu cho hội cựu chiến binh thị xã Tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội cho đội ngũ cán bộ hội cựu chiến binh. Phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp của cựu chiến binh. Hội luôn chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, đời sống của từng hội viên, đặc biệt là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, từ đó xây dựng chương trình công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm sản xuất và khơi dậy ý chí vượt khó vươn lên, không cam chịu đói nghèo của cán bộ hội viên, vận động những hội viên có điều kiện kinh tế giúp đỡ hội viên khó khăn về vốn, giống và kinh nghiệm sản xuất để các hộ khó khăn có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Đến nay hội không có gia đình hội viên nghèo. 5 năm qua đã xây dựng quỹ được 15,5 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi 62 hội viên ốm đau bệnh tật, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân ngày thương binh liệt sĩ và ngày lễ Tết, động viên tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Phối hợp với đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các hình thức sinh hoạt hội. Tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống nhân dịp các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước cho 885 đoàn viên thanh niên và học sinh trong phường. Năm năm qua, phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu đã thu hút toàn thể cán bộ hội viên tham gia và có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân tập hợp đoàn kết các thế hệ cựu chiến binh thống nhất ý chí và hành động vượt qua mọi khó khăn thử thách hăng hái thi đua lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua xây dựng hội trong sạch vững mạnh góp phần cùng đảng bộ ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong toàn phường đạt được những thành tích quan trọng trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, xây dựng phường ngày càng giàu đẹp, đổi mới đi lên là động lực để cán bộ hội viên cựu chiến binh trong toàn phường, phân đấu đạt được những thành tích to lớn hơn nữa trong phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, giai đoạn 2024-2029 nhân dịp này một tập thể và sáu cá nhân được chủ tịch hội cựu chiến binh thị xã nghi sơn tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh cường mẫu giai đoạn 2019-2024 thưa quý vị và các bạn nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975 30 tháng 4 năm 2024, Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 và hướng tới chào mừng khai trương du lịch biển Nghi Sơn năm 2024, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh. Sáng ngày 18 tháng 4, tại nhà văn hóa tiểu khu 5 phường Hải Hòa, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn phối hợp với siêu thị sữa Bảo Châu tổ chức giải bóng truyền hơi nữ tranh cúp sữa Bảo Châu lần thứ nhất năm 2024. Giải bóng truyền hơi nữ tranh cúp sữa Bảo Châu lần thứ nhất năm 2024 được tổ chức trong 2 ngày 18 tháng 4 và 21 tháng 4 năm 2024 với sự tham gia của 12 đội bóng đến từ 12 câu lạc bộ trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Các đội được chia làm hai bảng A và B thi đấu vòng loại trực tiếp, chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng thi đấu trận chung kết. thưa quý vị và các bạn ngày 18 tháng 4 tại công sở phường nguyên bình công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng lao động quốc tế bảo an tổ chức giới thiệu tuyển chọn lao động đi làm việc tại các công ty doanh nghiệp ngoài nước công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng lao động quốc tế bảo an có địa chỉ tại tiểu khu 6 phường ngài hòa thị xã nghi sơn thanh hóa công ty hiện đang tuyển dụng lao động và du học các nước nhật bản hàn quốc đức ba lan đài loan tại hội nghị hội viên hội phụ nữ trên địa bàn phường nguyên bình được công ty trách nhiệm hữu hạn cung ứng lao động quốc tế bảo an tư vấn giới thiệu việc làm tại các nước nhật bản hàn quốc đức ba lan đài loan giới thiệu về các chế độ chính sách quyền lợi nghĩa vụ của người lao động khi được công ty giới thiệu đi du học đi làm việc tại các nước trên mục đích nhằm giúp cho người lao động chưa có việc làm được tiếp cận trao đổi thông tin có cơ hội tìm kiếm việc làm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho bản thân gia đình và địa phương đồng thời giúp cho các công ty doanh nghiệp nước ngoài tuyển chọn được nguồn nhân lực trẻ, chất lượng để bổ sung đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch số 169 của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, lễ khai mạc du lịch biển Nghi Sơn năm 2024 dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại quảng trường biển khu du lịch Biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Theo đó, lễ hội được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa. Chương trình nghệ thuật được thực hiện với chủ đề Nghi Sơn Biển Ngọc Khát Vọng Vươn Xa. Trong khuôn khổ khai mạc sẽ tổ chức các hoạt động, tổ chức không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp với sự tham gia của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã có sản phẩm được công nhận ô cốp và các sản phẩm tiềm năng. Bên cạnh đó, thị xã mời các huyện, thị, thiệu hóa, quan hóa, quan sơn, thọ xuân, yên định, như thanh, nông cống, quảng xương, hà trung, thị xã hoàng mai, tỉnh nghệ an tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm ô cốp. Mỗi đơn vị hai gian hàng tiêu chuẩn là các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm ô cốp, tiềm năng ô cốp, đặc sản vùng miền, quà lưu niệm. Thời gian tổ chức 6 ngày, từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024 dự kiến khai mạc vào 16 giờ thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024. Tổ chức các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian truyền thống, phục vụ nhân dân và du khách như biểu diễn trò diễn nấu cơm thi, diễn sướng, giá hầu cô bé thượng ngàn và tổ chức giải bóng truyền gia nam mở rộng, dự kiến khai mạc vào 8 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2024, bế mạc và trao giải vào 16 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2024 tổ chức lễ hội du lịch biển nghi sơn với các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các cấp các ngành cơ quan đơn vị doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị xã về ý nghĩa vai trò quan trọng của phát triển du lịch thanh hóa nói chung và du lịch nghi sơn nói riêng tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với thị xã nghi sơn góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thị xã phát triển theo hướng bền vững đồng thời tiếp tục quảng bá du lịch nghi sơn là điểm đến an toàn thân thiện, hấp dẫn và giới thiệu về vùng đất văn hóa con người Nghi Sơn với bạn bè du khách. Xuất thân từ một gia đình thuần nông, cộng thêm kinh nghiệm về những cuộc hành trình dài ngày trên xe vận tải chở hàng Bắc Nam, với đam mê và khát khao được làm việc, đã thôi thúc chị Lê Thị Ngọc, tổ dân phố Hồng Phong, phường Hải Lĩnh, phải tận dụng thế mạnh để áp dụng phát triển kinh tế và xây dựng thành công sản phẩm ô cốp trên chính quê hương mình. Năm 2014, chị Lê Thị Ngọc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàn Ngọc. Những năm đầu thành lập, công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải Bắc Nam. Đến nay, công ty Hoàn Ngọc đã có vị thế và chỗ đứng trong lĩnh vực vận tải. Hàng ngày, chị theo xe chở hàng đi khắp các nẻo đường trên mọi miền Tổ quốc. Với tinh thần ham học hỏi, đi đến đâu, chị cũng tìm tòi và tiếp thu những điều mới mẻ, tích cực, với hy vọng sẽ mang những kiến thức đó để áp dụng phát triển trên quê hương mình, nơi còn những diện tích đất bỏ hoang, còn nhiều người chưa có công ăn việc làm ổn định. Sau khoảng 4 năm nghiên cứu phương pháp chế biến, hiện công ty Hoàn Ngọc đã cho ra thị trường các dòng sản phẩm không chứa chất bảo quản như rượu dâu, nước cốt dâu và nước cốt hoa Atiso mang thương hiệu Ngọc Hoàn. Đặc biệt với ý tưởng không cần dùng chất bảo quản mà vẫn ra được sản phẩm tốt, an toàn cho sức khỏe, chị đã bàn với gia đình mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nghiên cứu thêm nhiều loại rượu và nước hoa quả sẵn có từ nguồn nguyên liệu của địa phương cung cấp. Qua thời gian nghiên cứu học hỏi, chị nhận thấy cây sâu tàm phù hợp với đất cát và sinh trưởng rất tốt, nên chị đã mạnh dạn Đầu tư cây giống dâu tằm nhập khẩu từ Đài Loan về. Sống dâu tằm này sau 2 năm trồng cho ra quả đại vụ 1 năm 6 vụ, quả ngọt và thơm. Gia đình thu hái về, nghiên cứu chế biến ra sản phẩm rượu dâu và nước cốt. Với việc kiên trì nghiên cứu chế biến để đưa sản phẩm rượu dâu Ngọc Hoàn và nước cốt hoa quả Ngọc Hoàn đến với người tiêu dùng và nỗ lực xây dựng thương hiệu Đến nay sản phẩm đã trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của thị xã Nghi Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung, được công nhận sản phẩm ô cốp đạt chuẩn 3 sao. Ba sản phẩm được công nhận đạt sản phẩm ô cốp bao gồm rượu dâu Ngọc Hoàn, nước cốt hoa quả Ngọc Hoàn và nước cốt Atiso của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàn Ngọc. Các sản phẩm đều được thiết kế đẹp mắt, phương thức sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, sạch và bền vững chia sẻ về sự định thời gian tới trong xây dựng sản phẩm ô cốp. Chị Lê Thị Ngọc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Hoàn Ngọc cho biết. Hiện nay công ty chúng tôi có 3 sản phẩm đã đạt ô cốp và chúng tôi cũng đang phấn đấu để hoàn thiện hồ sơ đạt hai sản phẩm ô cốp nữa. Trong đó là gồm có sản phẩm trà hoa artiso và quả ngọt và quả dâu tầm Đài Loan sấy thăng hoa những sản phẩm mà chúng tôi sản xuất ra thì tất cả là đều là nguyên liệu mà chúng tôi và bà con ở địa phương trồng chúng tôi thu mua về chế biến và sản xuất sản phẩm ô cốp của chúng tôi rất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tốt cho sức khỏe người tiêu dùng đề nghị ban ngành lãnh đạo các cấp quan tâm đến sản phẩm ô cốp nhiều hơn. Để chúng tôi cũng có nhiều cơ hội để đi ra thị trường và tiêu thụ được nhiều sản phẩm hiện nay các sản phẩm đạt chuẩn ô cốp 3 sao của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàn Ngọc đang dần chiếm được ưu thế trong lòng người tiêu dùng Đây là tiền đề để công ty tạo được chỗ đứng trên thị trường trong nước hướng tới xuất khẩu đồng thời giải quyết nhiều việc làm cho người dân tại địa phương Công ty cổ phần đầu tư SD Group là công ty phái cử trực tiếp người lao động đi làm việc tại nước ngoài, được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy phép số 1323 ngày 23 tháng 12 năm 2021. Chúng tôi ủy quyền tuyển dụng lao động tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho công ty cung ứng lao động quốc tế Bảo An, địa chỉ: Tiểu khu 6, phường Ngài Hòa, thị xã Nghi Sơn. Chúng tôi đang tuyển dụng với số lượng lao động như sau: 100 lao động đi làm việc tại Đài Loan. 40 lao động đi làm việc tại Nhật Bản diện visa đặc định với các ngành nghề lao động phổ thông truyền thống. Ngoài ra công ty còn tuyển sinh lao động và du học các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ba Lan, Đài Loan, châu Âu. Yêu cầu lao động đảm bảo sức khỏe làm việc, không mắc các bệnh truyền nhiễm, đủ điều kiện xuất cảnh, độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi. Đặc biệt, các học viên được đào tạo đến khi xuất cảnh tại công ty cung ứng lao động quốc tế Bảo An địa chỉ tiểu khu 6, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Chi phí theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức lương tối thiểu cam kết 30 triệu trên một tháng, chưa tính thời gian tăng ca. Đặc biệt, 100% được vay vốn đến 50% tổng chi phí đơn hàng, xuất cảnh đúng thời gian quy định từ 4 đến 8 tháng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ hotline 0969 383 559. Giám đốc Lê Anh Dũng xin trân trọng thông báo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất, Cao Văn Lâm, biên tập, Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng, Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.